Tùy bút, nửa đời ngơ ngác, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Huỳnh Minh Hiền. Lúc rầy mưa dữ quá, mưa nhâm nhi rã rít cả tuần, đứa cháu nhỏ lật lịch kêu lên: "Ôi chao, tháng 7 hèn chi mưa liền tù tì, chắc là ông Ngưu Lang với chức nữ đang gặp nhau, dì Út ha." Nhỏ cháu lập luận ngây ngô, làm nó mắc cười, bởi nếu có Ngưu chức thật thì lúc gặp lại họ cũng chẳng khóc lóc gì đâu. Xa bẵng nhau, mỗi năm gặp một lần, chỉ sợ ngượng ngập đến nỗi chỉ nói vài câu lạc lẽo, nhát gừng. Trong một năm rất dài đó, mỗi người gặp những biến cố khác nhau, làm những công việc khác nhau, với những bạn bè khác nhau, có gì chung đâu mà nói. Yêu thương có cao như núi thì cũng bị mài mòn bởi thời gian, bởi những lo toan thường nhật. Nó du dơ nghĩ thầm, suýt cất thành lời, nhưng nhìn vào đôi mắt trong vắt của đứa cháu lại thôi. Ngước mặt nhìn mưa, bỗng nó có cảm giác bàng hoàng: "Ủa, tôi ở trong gieo đã chết từ hồi nào?" Câu hỏi đó làm nó bần thần cả buổi. Thật khó chịu khi một thứ đã từng thuộc về mình, gắn bó với mình, nhưng rồi lại tan biến lúc nào mình không biết. May mà còn lại một vệt ký ức long lanh, không ngắn không dài, vừa đủ để nhớ rằng mình đã từng có một quãng đời thơ ngây mơ mộng, ngông cuồng. Mỗi khi nhớ lại, nó thường buột miệng kêu lên: "Thời điên." Có điên mới tin mưa tháng 7 là nước mắt tương phùng, tin vào những chuyện cổ tích của các cô gái nghèo lấy chồng hoàng tử, hay nghĩ đơn giản nàng kiều rốt cuộc hạnh phúc với người yêu. Buồn cười là quãng ấy nó tốn biết bao nhiêu nước mắt vì thương cho những thân phận người, những chuyện tình trái ngang lận đận trong phim. Tệ hơn là nó tin có ngày Cổ Thiên Lạc sẽ yêu mình. Vào năm 22 tuổi, nó còn làm một việc ngông cuồng khác khi đặt tên cho quyển sách đầu tay là Ngọn Đèn Không Tắt, Chắc Nụi. Đáng ra phải đặt là Ngọn Đèn Chưa Tắt hay Ngọn Đèn Đã Tắt, bởi chẳng có gì là miên diễn, là bất biến hết, đèn lại càng không. Dân gian có lý khi ghép từ dại đi ngay phía sau chữ nhỏ. Phải mất nhiều năm nó mới rút ra kết luận đó. Những cảm nhận của ngày xưa giờ đổi thay ngoay ngoắt, như thể nó đã sống cuộc đời khác. Nó cười nhạo câu cuối cùng hay xuất hiện trong các truyện cổ tích: hai người cùng nhau sống hạnh phúc đến bạc đầu răng long. Nó cảm nhận được cái cay đắng tuổi buồn khi Kiều về với Kim Trọng, khi nàng đã lưu lạc trầm luân, đã yêu người khác thật lòng, đã tan tác vì chia biệt và đổ vỡ thì làm sao tỉnh bơ sống với chồng của đứa em. Người mà 15 năm trước có gặp sơ sơ, nói nói cười cười, lấy nước mây hứa hẹn, cùng lắm là nắm tay nhau được một lần. Nó nổi quạo khi nghe kể sau bao năm bị chồng người ta mượn, Châu Long lại cười ngõ nguyễn trở về mà trái tim không hề lung lay, thương tổn. Nó nghi ngờ những mối tình xuyên qua kiếp này, kiếp sau, sau nữa, ai mà kiên nhẫn dữ vậy? Nó nghĩ giá trị những lời thề hẹn chỉ như chọi cục đá xuống ao bèo. Nó ngờ ngợ khi thấy đôi trai gái đi qua, không biết cuộc tình này được bao lâu, chưa chắc có đám cưới. Nó dửng dưng, nguội ngơ trước những khóc cười của người đời, bởi cảm xúc vừa nhen nhóm đã tắt rụi bởi những ý nghĩ. Thấy ngoài mặt cười khóc vậy, thân thiết như vậy, nhưng chưa biết lòng dạ làm sao à nghe. Tất cả những thứ đó cho nó một cảm giác mình khôn ra rồi. Có điều cuộc sống dạy chậm rãi quá, nhẫn nha quá. Tốn 10 năm nó chỉ học được một vài bài học, thí dụ như không có gì là mãi mãi,
như đừng mù quáng tin vào cảm xúc hay yêu phải để dành. Nó rất nôn nóng được học nhanh nữa để chứng tỏ bản lĩnh, sự già dặn của mình. Bữa nay nó nhận ra mình buồn quá, khôn mà buồn, biết nhiều mà buồn, tỉnh táo mà buồn, trải đời mà buồn. Ngoái lại thì thời vui nhất đã bỏ đi lâu rồi, từ lúc hoài nghi lên ngôi. Nó bỗng thèm được như đứa cháu, nhìn mưa tháng bảy nẫu nuột mà lòng vui, vì biết cử này có đôi lứa gặp nhau trên trời.